Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Liên tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên gạo hữu cơ Quảng Trị xuất khẩu qua thị trường châu Âu. Giá xăng tăng, dầu giảm. Tai nạn giữa xe máy và xe bồn, hai người thương vong. Buôn lậu gần 51 kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm hầu tòa. Vây bắt đối tượng cướp giật dây chuyền ở Đồng Nai. Du khách thích thú ngắm gành đá Nam Ô mùa rêu xanh. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình là thông tin vui liên quan đến việc xuất khẩu nông sản. Đó là hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận lô gạo hữu cơ đầu tiên của tỉnh đã chính thức được xuất khẩu qua thị trường châu Âu. Đây là bước ngoặt mới của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị sau nhiều năm chuyển hướng sản xuất qua hữu cơ. Theo đó, 15 tấn gạo hữu cơ của tỉnh Quảng Trị sẽ được chuyển đến cảng Đà Nẵng và xuất khẩu vào giữa tháng này với giá 1.800 đô la Mỹ một tấn. Sau lô hàng trên, dự kiến mỗi tháng sẽ có khoảng từ 30 đến 50 tấn gạo hữu cơ của Quảng Trị xuất khẩu sang châu Âu nếu được thị trường chấp nhận. Gạo hữu cơ được nông dân Quảng Trị bắt đầu sản xuất vào năm 2017. Việc trồng lúa hữu cơ ở đây được thực hiện theo quy trình và tiêu chí đặc biệt. Trong quá trình từ khi làm đất đến khi thu hoạch, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón hóa học, không dùng giống biến đổi gen, không chất tạo mùi, không chất bảo quản và không tẩy trắng hóa học. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, trước khi được thị trường châu Âu chấp nhận, gạo hữu cơ Quảng Trị đã được các cơ quan kiểm định của Việt Nam xác định đạt đến 821 chỉ tiêu về chất lượng. Ngoài ra, còn được trường Đại học Hiroshima Nhật Bản phát hiện và công bố có hai hợp chất quý, giống có tác dụng chống bệnh tiểu đường, gút và béo phì. Việc gạo hữu cơ được xuất khẩu qua thị trường châu Âu là một khởi đầu mới cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, giúp nông dân làm lúa hữu cơ được nâng cao thu nhập. Đến hẹn lại lên, khi các cánh đồng lúa vụ đông xuân bước vào mùa thu hoạch, thì người hành nghề kéo lúa bằng xe trâu ở miền Tây lại vào mùa hoạt động nhộn nhịp. Sau đây là những hình ảnh vừa được chương trình ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Trên cánh đồng lúa đông xuân đang vào mùa thu hoạch ở xã biên giới Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh những chiếc máy gạt đập liên hợp, thì nhiều xe trâu kéo lúa nối đuôi nhau di chuyển đã tạo nên bức tranh sinh động của ngày mùa. Theo người hành nghề kéo lúa thuê, tùy vào ruộng xa hay gần mà tiền công cho mỗi bao lúa vận chuyển khác nhau, nhưng thông thường dao động từ 6.000 đến 10.000 đồng một bao. Một xe trâu có thể kéo từ 15 đến 20 bao lúa mỗi chuyến, trung bình một ngày một xe kéo ít nhất 7 chuyến. Người hành nghề trâu kéo lúa chủ yếu là lao động nông thôn. Đây cũng là nghề thời vụ thường kéo dài khoảng 20 ngày một vụ. Một năm, người hành nghề này hoạt động từ 2 đến 3 vụ. Thông tin giá cả đáng chú ý. Từ 15 giờ 30 phút hôm nay, mỗi lít xăng tăng thêm 540 đến 620 đồng, còn các mặt hàng dầu giảm từ 300 cho đến 980 đồng một lít. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường tăng 620 đồng lên mức 23.760 đồng một lít. E5 RON 92 là 22.860 đồng một lít, tức tăng 540 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều giảm. Dầu quả giảm 980 đồng về mức 21.590 đồng một lít. Dầu diesel hạ 960 đồng, còn 21.560 đồng một lít. Còn dầu mazut là 13.630 đồng, tức giảm 300 đồng một ký. Công an xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống một bé gái nhảy cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa phận xã Bạch Đằng. Vào tối qua, lực lượng chức năng trong lúc tuần tra kiểm soát khi đến khu vực cầu Bạch Đằng thì phát hiện bé gái BTH 13 tuổi, tạm trú tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai. Lúc này, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng cứu nạn nhân. Bé gái được đưa lên bờ và chuyển đến trung tâm y tế thị xã Tân Uyên cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Lực lượng công an đang tiến hành làm việc với người thân của bé gái. Trước đó, em H đã từng 3 lần leo lan can cầu Bạch Đằng với ý định nhảy cầu nhưng được phát hiện can ngăn kịp thời.
Ngoài ra, ngày 6 tháng 1 vừa qua, bé gái này cũng nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử và may mắn được cứu sống. Khoảng 10 giờ sáng nay, trên quốc lộ 19C, đoạn qua địa bàn xã Phước An, huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến hai người thương vong. Cụ thể, xe mô tô mang biển số 77C1-46624 do chị Hà Thị Thu Hương, 30 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển, chở theo chị DTTS, 27 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định, lưu thông theo hướng từ thị trấn Diêu Trì về xã Phước An. Khi đến khu vực trên, thì xảy ra tai nạn với xe bồn mang biển số 60LD-01602, chưa rõ người điều khiển, lưu thông theo hướng ngược chiều. Hậu quả, chị S bị xe bồn cán tử vong tại chỗ, còn chị Hương bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa xảy ra vụ xe tải va chạm xe khách khiến một tài xế bị kẹt trong cabin. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe ô tô tải chở kính cường lực mang biển kiểm soát 29H56892, chưa rõ tên tài xế, chạy hướng Bắc Nam. Khi đến km 63+800 thì tông trực diện vào xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 36B-02770, chở theo hơn 10 hành khách lưu thông hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh đã làm phần đầu hai xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát. Tài xế xe ô tô tải bị kẹt trong cabin, nhiều hành khách trên xe giường nằm hốt hoảng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường giải cứu tài xế bị thương, điều tiết giao thông. Tất cả hành khách được bố trí sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tin từ Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nửa cuối tháng này, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng gây những đợt rét, rét đậm ở các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đề phòng khả năng xảy ra băng giá tại khu vực vùng núi cao. Cụ thể, từ đêm nay và ngày 14 tháng 2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Từ ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ, rải rác. Trời rét, riêng ngày 19 tháng 2 đêm và sáng trời rét. Ngoài ra, mưa trái mùa đã xuất hiện tại các địa phương phía Nam gây khó khăn cho người dân nơi đây. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Buôn lậu gần 51 kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm hầu tòa. Dây bắt đối tượng cướp giật dây chuyền ở Đồng Nai. Du khách thích thú ngắm gành đá Nam Ô mùa rêu xanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020, lực lượng công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Hoàng Úc điều khiển vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, cập vào bờ đường Tuy Biên. Có 4 đối tượng đi bộ đến vỏ lãi, lấy 3 bọc ni lông, bên trong có chứa hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 4 số 9, đến để trên 2 xe mô tô đang đậu sẵn trên bờ. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật. 4 đối tượng khác bỏ trốn, sau đó đến đầu thú, khai nhận hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam. Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng ở Campuchia chuyển về Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Hạnh được thuê vận chuyển tiền đô la Mỹ, vàng giao cho Dân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển mỗi 100.000 đô la Mỹ là 70 đô la Mỹ. Mỗi kg vàng là 15 đô la Mỹ. Để vận chuyển tiền đô la Mỹ vàng qua lại biên giới Việt Nam Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng khác giao vàng, nhận tiền công vận chuyển, nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
trong quá trình vận chuyển gần 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt quả tang. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra đến ngày 24 tháng 2 tới. Sau gần 7 giờ tích cực điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lâm Văn Mai, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giết người hiếp dâm. Mới đây, nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại cây xăng Bảo Quang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Công an thành phố Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Lâm Văn Mai đang lẩn trốn tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mai được xác định là thủ phạm đã thực hiện hành vi giết người và hiếp dâm nạn nhân nêu trên. Đối tượng Mai đã có tiền án về hành vi hiếp dâm trẻ em, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 27 tháng 5 năm 2022 và trở về địa phương. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Hôm nay, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh điều tra vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường. Một trong hai đối tượng cướp giật đã bị người dân vây bắt. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, tại đường Bình Minh 22 thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, một người đàn ông đang chở hai con nhỏ đi học về thì bị hai đối tượng đi trên xe máy mang biển số 84B1-62067 áp sát và giật sợi dây chuyền. Lúc này người đàn ông loạng choạng tay lái rồi ngã về phía hai đối tượng, khiến hai đối tượng mất kiểm soát tông xe vào tường rào bên đường. Khi vụ việc xảy ra, ba cha con nạn nhân đã tri hô để người dân xung quanh đến giúp đỡ vây bắt, khống chế đối tượng cướp giật. Hai đối tượng cố gắng chống trả, dùng bình xịt hơi cay để tẩu thoát, nhưng một đối tượng đã bị người dân bắt được, bàn giao cho công an. Cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng còn lại để điều tra xử lý theo quy định. Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm 12 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 21 do Nguyễn Quốc Toản, 21 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang cầm đầu, đã mang hung khí tấn công người đi đường để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, Toản bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi đánh, sau đó Toản chủ bạn lập nhóm mang theo hung khí đi tìm và tấn công các thanh niên khác. Khuya ngày 2 tháng 2 vừa qua, nhóm thanh thiếu niên này mang theo hung khí đi xe máy không biển kiểm soát, phóng nhanh, đánh võng trên các tuyến đường khu vực nội đô, tìm các thanh niên để tấn công. Hậu quả có hai người đi đường bị nhóm này gây thương tích. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ được nhóm đối tượng. Toàn bộ hung khí gồm dao, gậy sắt, bình xịt hơi cay bị thu giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định. Liên quan đến công trình giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. Dự án được đề xuất đầu tư nhằm hoàn thiện tuyến đường Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên theo quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế chính trị với các tỉnh Tây Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp. Dự án sẽ được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 44 km, sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 9.246 tỷ đồng. Thông tin về điểm đến đang hấp dẫn du khách. Thưa quý vị, những ngày này, gành đá Nam Ô thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được phủ màu xanh mướt của rêu biển, địa điểm đang thu hút người dân và du khách đến tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15 km, gành đá Nam Ô thuộc làng Nam Ô, quận Liên Chiểu. Khi thủy triều rút, bãi đá rạng phủ đầy rêu xanh hiện ra như dải lụa xanh mướt, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thu hút khách tham quan trải nghiệm. Đó là một trong những cái trải nghiệm mà em tìm kiếm trong cái chuyến đi chơi của mình. Đấy, thì trời, thời tiết bây giờ đang rất là đẹp, cho nên là với lại cái nước rất là trong nữa, cho nên là em thấy là đây là một cái nơi mà rất là đáng để mình đi nếu như mà mình thích những cái phong cảnh đẹp cũng như là cái thiên nhiên nó trong lành. Những tảng đá với đủ hình thù kích thước khác nhau được phủ đầy rêu và nằm ẩn hiện trong làn nước biển xanh mát, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm trong ngày tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp cho nơi này. Nằm dưới chân đèo Hải Dân, gành đá Nam Ô gắn bó với người dân nơi đây, với nghề đánh bắt hải sản,
và làm nước mắm truyền thống. Với vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ, mỗi mùa rêu xanh, nơi này để lại nhiều ấn tượng đẹp với du khách khi đến thành phố biển Đà Nẵng. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.